Hello, xin chào mọi người đã trở lại channel của mình. Mình là Ethan Nguyễn. Bữa nay mình sẽ nấu một món gọi là cháo lòng. Nhưng mà thật sự bên mình nó cấm bán lòng nha các bạn. Mình sẽ nấu bằng tim dội trường nha các bạn. Đây, dội trường. Huyết. Mình có mổ hủ huyết ở bên kia nha các bạn. Và mình sẽ nấu thêm một món nữa. Đó là ốc len xào dừa đông lạnh, nhưng mà cái hộp ốc len thì nó không có được ngon lắm. Mình sẽ chế sắp nó lại, mình sẽ chế cái món ăn lại cho nó ngon nha các bạn. Rồi, và bây giờ mình sẽ chuẩn bị đó là rửa tim, rửa huyết, rửa cái dồi trường và luộc dồi trường. Dồi trường mình đã luộc rồi và rửa rồi nha các bạn. Mình sẽ chỉ có công đoạn là xào gạo. Nếu như các bạn không thích ăn gạo xào thì các bạn có thể nấu thẳng luôn thì nó sẽ ra cái chất nhựa. Nhưng mà mình thì mình sẽ xào lên để cho nó không còn chất nhựa, nó nở ra, nó gọi là gạo hoa hay gì đó Việt Nam mình đó các bạn. Và mình thấy làm như vậy thì ăn nó ngon hơn. Và đây là cái nồi nước luộc nha các bạn, mình sẽ bỏ tim vô để mà luộc. Điều đầu tiên để mà luộc tim thì cái nước mình sẽ cho xíu muối vô. Thì một muỗng cà phê nha các bạn. Và bỏ tim vô thôi. Mình sẽ bắt thêm một cái nồi nước luộc nữa để mà luộc dồi trường nha các bạn. Dồi trường thì mình đã rửa rồi, mình cũng đã luộc sơ rồi, nhưng mà mình sẽ luộc thêm một lần. Và cũng như tim, mình sẽ bỏ một muỗng muối vô để cho dồi trường nó thấm gia vị, nó thấm cái vị muối, nó ăn nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Ok, và khi mà mình luộc tim á nha các bạn, thì khi mà tim xong rồi thì các bạn nhớ là một cái thau nước đá nha, bỏ tim vô nha, kể cả luộc lòng cũng vậy. Ê, và các bạn thấy cái gạo không, nó trắng nè, nhưng mà nó có nhiều cái hột vàng vàng nè, mình vẫn để cho nó vàng nha các bạn, để cho nó ra cái, để cho nó đốt cái nhựa, nó không có bị đặt cái cháo của mình. Ok, khi mà xong thì mình sẽ bỏ vô cái nồi này, nó có sẵn trái tim nha các bạn. Ok, và cái ruột, dồi trường á, mình luộc chín là mình phải bỏ vô nước lạnh liền nha các bạn, để cho nó giòn. Rồi, và qua khâu công đoạn đó là ốc len đông lạnh để chỉnh lại cái con ốc len này nha các bạn. Nó vẫn còn thiếu nhiều lắm, cho nên mình phải chỉnh nó lại, mình bỏ nước dừa. Thật sự ra muốn kiếm một con ốc len xào dừa bên đây rất là khó nha các bạn, không có kiếm được. Không kiếm được con ốc len tươi. Cho nên đó, mình sẽ mua ốc len đông lạnh để mình làm một cái món ốc len xào dừa. Và mùa này thì nếu mà nói mà kiếm được cái rau răm thì mình kiếm không có nha các bạn, tại mùa đông rồi. Mình chỉ xào sơ với lại nước dừa và xả bầm với lại ớt và nêm nếm theo cái vị của mình muốn nha. Ok, và rồi mình sẽ bắt chảo lên cho một tí xíu dầu vô nha các bạn. Ốc len ở bên đây á, thì mình chỉ có lấy ốc thôi, không có lấy cái nước của nó nha các bạn. Ok, và xào cái gì thì mình cũng vẫn thích nó cho một tí xíu rượu nha các bạn. Mình sẽ cho tí xíu rượu vô. Mình sẽ cho một tí rượu mirin nha các bạn. Đối với những cái bạn nào bên Việt Nam thì đương nhiên mấy cái món này rất là quá dễ kiếm ăn rồi đúng không các bạn? Mình bên đây thì hơi bị khó. Còn các bạn ở bên đây á, nếu như mà muốn làm lại á, thì mình sẽ vớt hết nước ra bỏ. Mình sẽ cho 3 muỗng sả nha các bạn. Ớt thì tùy theo các bạn muốn cho như thế nào thì cho. Mình thì ăn nhiều ớt thì mình sẽ cho ớt vô. Đặc biệt nha các bạn, mình không có xào sả trước nha, là tại vì con ốc này á, nó đã có sả bên trong rồi, mình không xào sả trước. Mình xào thì cái sả nó không có được cái vị, mình ăn không có được cái vị ốc len xào dừa nha các bạn. Còn nếu mà Việt Nam thì các bạn nên xào sả trước. Mình chưa bỏ một bất cứ một cái gì vô, chỉ có sả với ớt thôi nha các bạn. Vị của nó rất là lạc, ngọt nha các bạn. Nó ngọt mà nó lạc lạc, nó lợ lợ kỳ lắm, không có được đặc sắc. Nước dừa, dừa lon nha các bạn. Mình cho dừa dừa thôi, tại vì nước dừa này cũng hơi ngọt ngọt á. Mình sẽ nêm nếm nó lại.
Rồi. Và mình sẽ để cho nó sôi. Và khi sôi mình sẽ nêm nếm nha các bạn. Ok, và mình sẽ nêm nếm nha các bạn. Mình sẽ cho 1-2 muỗng cà phê bột gà nha các bạn. Ok, và sẽ cho 2 muỗng cà phê đường. Ok, và rất là ngon nha các bạn. Chỉ có một cái là thiếu cay thôi. Mình sẽ bỏ thêm mớt, còn các bạn tùy thôi các bạn thôi. Như vậy là cái ốc lên xào lừa dừa rất là ngon nha. Mình sẽ để cho lửa liu riu cho nó nóng một tí xíu nữa mình múc ra tô. Ok nha các bạn. Đây là cái ốc xào dừa nha. Đây. Chà. Mình mua đông lạnh. Và mình về mình sáng chế lại. Mình sẽ ăn thử nha. Thử coi. Không tính tồi tệ nha các bạn, đây có mấy ngóc ngóc hương nữa nè. Hả? Bỏ vô chế thôi, biết đâu. Ồ, ốc hương mình làm ốc xào dừa cũng được nha các bạn. Hả? Đây. Thực ra mà nói á, mình lúc mua á thì nó không có cái gia vị nó không có được ngon. Và khi mà mình ăn con ốc này á thì mình nên nếm cái gia vị lại mình hợp với mình. Và đặc biệt bỏ thêm một chút xíu sả vô, mình thấy nó rất là thơm. Ngon. Một cái gọi là nước dừa rất là béo nha các bạn. Mình nêm nếm rất là vừa ăn không mặn. Đối với mình là vừa ăn, nhưng mà mình không biết là các bạn như thế nào, nhưng mình thấy là vừa ăn quá. Nhiều con khó quá. Tiếc một cái là nó thiếu. Tiếc một cái là nó thiếu rau răm nha các bạn. Mình sẽ thử ốc hương nha. Ốc hương xào dừa. Mình trong khi mà đợi cháo chín đó, mình ăn cái này á, nó cũng là một cái món appetite nha các bạn. Món khai vị. Ồ, đã đó. Càng uống rượu lên men nha các bạn. Seagram. Cái này là mình thích uống nào bây giờ nha. Chỉ có hai loại stale với cái này thôi. Mà stale hết thì mình sẽ uống cái này nha. Cái chà nổ tùm lum hết rồi nè. Rồi. Uống nha. Ngon quá. Ok. Rồi, mình ăn hết cái này và mình sẽ đợi cháo chín và mình review cái cháo khi mình ăn luôn nha các bạn. Xin các bạn đợi trong vài lát. Và mình để trái tim trong đó một tí xíu nha các bạn. Tại vì mình nấu trái tim mình thấy nó chưa có được chín đó, thì mình bỏ vô đó mình nấu cho nó thơm. Đây là huyết nha các bạn, mình sẽ bỏ huyết vô. Đây. Đây. Và mình sẽ bỏ bột nêm nha các bạn. Bỏ bột nêm vô để cho cái huyết nó thấm nó ngon hơn nha. Đó, 1 tablespoon bột nêm là 2 muỗng cà phê. Thôi mình cho là 4 muỗng cà phê đi, bột nêm. Rồi. Để cho nó thấm cái huyết nha các bạn. Mình không nêm đường hay là bột ngọt nha các bạn. Nãy mình nêm 4 muỗng cà phê, bây giờ mình nêm thêm 2 muỗng nữa là tổng cộng 6 muỗng cà phê nha các bạn. Đảo lên thôi. À quên nữa, mình đã vớt tim ra, mình đã cắt rồi nha các bạn. Tim cắt ra rất là hấp dẫn. Điều chờ. Sao cái màn hình để quay nó hơi bị đỏ nha các bạn, mình thấy bên ngoài nó lợt nhách à. Sẽ cho nước mắm vô. Nấu này bắt buộc thôi các bạn ơi, mình phải bỏ nước mắm thôi. Mặc dù nhà mình nó rất là hôi nhưng mà phải chấp nhận thôi. Một muỗng canh nước mắm nha các bạn. Canh là cái muỗng canh, mình nói muỗng canh ở đây á là cái muỗng mà mình ăn canh nha các bạn. Chứ không phải là cái muỗng múc canh nha các bạn. Đây, muỗng ăn canh là muỗng này. Đấy, đây là muỗng ăn canh. Một muỗng canh. Còn một muỗng bự đó là cái muỗng kia là muỗng đó, không phải muỗng canh. Rồi. Các bạn, và cái này á mình nêm á nó vẫn còn bị lạc nha. Mình sẽ cho một muỗng cà phê muối nha các bạn. Mình nêm từ từ thôi. Đó. Rồi, chồng đều lên. Chồng đều lên thôi.
Ok, mình nêm thêm một muỗng nửa muỗng cà phê, nửa muỗng canh nước mắm nha các bạn. Rồi, ổn rồi đó các bạn ơi. Mình thấy là vừa ăn rồi nha. Đây. Các bạn đó. Đây nha. Đây là một cái tô cháo lòng. Đây. Đây là chén nước mắm. Mắm nhỉ nha các bạn, mắm nhỉ nha mấy má. Ngon quá. Thưởng thức nha. Món này thật sự ra là thiếu lòng nha các bạn, thiếu gan nha, mình không thích ăn gan, mình không ăn gan nha các bạn. Mà chỉ có cái mình thích lòng á, nó không có lòng buồn quá. Hết lòng phục vụ quý khách. Ôi chào ơi. Cháo gì đâu mà nó ngon quá các bạn ơi. Ây da, ngon lắm. Rồi, múc miếng nước mắm nè. Đây, chấm này vô nè. Đó. Ngon quá các bạn ơi. Ồ, cái tim à. Nước mắm mà ớt à. Đó, cái tim mà bỏ vô. Ngon lắm. Đó quá, đó quá. Cũng tiêu thơm gì đâu thơm. Dạ yeah, cháo vừa ăn quá các bạn ơi. Thực ra không có gì hết nhưng mà nó vừa ăn quá. Không cần bỏ tê, không cần bỏ xương, không cần gì hết nha bạn. Chỉ có cháo và gia vị nêm nếm, huyết, tim. Một món dừa trường làm nên một tô cháo rất là ngon. Thật sự bên nước Mỹ thì chỉ có bên Cali nó mới cho bán lòng, lòng non như bạn phải gọi là phèn non. Ở bên tiểu bang mình nó không có cho. Thèm ăn lắm nhưng mà không có. Đối mà là rất là chuẩn. Nêm rất là ngon. Hay uống một miếng nước trụ lên men. Ok, mình xin phép ăn hết những món này. Mình đánh giá tất cả những cái món kể gốc lan sầu dừa mua về làm lại. Thật sự ra làm lại răng rất là ngon các bạn. Và món cháo mình đánh giá tất cả mọi thứ đều là 10 trên 10 nha. Thật sự món này rất là ngon nha các bạn. I love it. Ok, nếu như mà các bạn cảm thấy thích thì hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên là subscribe channel của mình. Và hãy nói cho tất cả mọi người trong gia đình các bạn biết là món ăn mình nấu nha các bạn. Mình dùng cả trái tim ra để mình nấu nha. Nếu như mà các bạn thích thì hãy đừng tiếc một cái like, bấm cho mình một cái. Có thể các bạn có thể là comment phía bên dưới. Nấu món gì, bất cứ món gì mình sẽ làm cho các bạn. Alright, xin chào các bạn.